Thì một trong thời gian đó con người nhật nguyệt niên thời mà cô bác, mình sống theo cái ngũ hành, cái địa chi của mình đó là 12 con giáp. Ai luôn luôn cũng phải có cái xui cái hên hết trơn á. Năm kêu năm giận tháng hạn đó. Hỡi sống theo địa chi á thì 12 con giáp Tý Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, tất nhiên là cái đó cái địa chi, sống theo cái địa chi. Mà con người á nó phải như bánh xe lăn vậy à, nó phải giáp lại địa chi thôi. Bởi vậy có năm tốt năm xấu, mình mà ngăn năm được năm không, chứ không phải mà được hoài, mà không phải xấu hoài bị gì cái địa chi đó. Còn sống ở bên cái ngũ hành á thì càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đài, cái đó là cái bên cái ngũ hành. Là ngũ hành á phân ra là cái địa chi, cái địa chi này với cái ngũ hành là xài chung, xài chung à. Bởi vì mình sống cái địa chi là 12 con giáp, bên ngũ hành á là 4 mùa 8 tiết, nó phân ra hết trơn à. 4 mùa đó xuân hợi thu đông thì 4 mùa rồi, phân ra 8 tiết là cái ngũ hành nó xài vậy. Cái ngũ hành thì nó càng xài bên ngũ hành. Nói tôi nói cái địa chi rồi, bây giờ nói cái ngũ hành. Con người mình sống không ngoài ngũ hành được, trong vòng ngũ hành là không ai ngoài đó được trơn á. Thì càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đài, nó cái ngũ hành xài bên đó ha. Thì càng tam liên tây bắc tức khởi, khảm trung mãn chánh bắc đương tý, cấn phúc quảng đông bắc sửu dần, chấn ngưỡng bồn chánh đông đương mẹo, tốn hạ đạn đông nam thìn tỵ, ly trung hư chánh nam đương ngọ, khôn lục đạn tây nam mùi thân, là phân ra 8 tiết. 4 mùa 8 tiết, bởi người ta kêu gọn lại, người ta nói là 4 mùa 8 tiết là chung quy trong ngũ hành đó. Thì con người sống ở trong đó chứ không ngoài dòng được, không ai ngoài được hết trơn. Cái hên, cái xui, rồi cái may mắn, cái rủi ro nằm trong đó hết. Bởi cái vận mạng của mình nằm trong đó hết, bởi người ta coi sách vở người ta biết được. Bởi vậy người ta mới làm ông thầy, mấy ông thầy phù thủy đó. Lợi người ta coi là người ta coi theo đó chứ đâu. Trước nhất là phải coi bên đó là địa chi, là 12 giáp đó. Điều thứ nhì phải coi bên ngũ hành, coi ông này cái ổng nằm gì, cái cung nào, cái hướng tuổi ổng phía nào đó. Cái đó là cái 8 tiết ra phân vậy, bởi mấy ông thầy mới biết được, chứ không có rồi làm sao biết được. Đó là cái bổn mạng người ta, năm nay xui năm kia hên, tháng này xui tháng kia nọ hên, rồi này kia đâu có biết được. Người ta phải lục tri từ cái ngũ hành qua cái địa chi.